ngày nay có rất nhiều những anh hùng xuất hiện không chỉ bằng những hoạt động hay cống hiến lớn lao cho xã hội, mà những người anh hùng còn xuất hiện cả trong những hành động nhỏ của mình giữa cuộc sống. Những hành động nhỏ giữa đời thường của họ không phải là những điều siêu nhiên, kỳ diệu nào đó, mà chính là những nghĩa cử tốt đẹp họ đã dành tặng cho mọi người, yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Điểm chung của họ là đều hành động không phải vì cái danh anh hùng được mọi người bình bầu, mà nó chỉ đơn giản là xuất phát từ tấm lòng. Hành động lao vào biển lửa cứu thành công cháu gái ở phố lương Khánh Thiện của anh Trung Văn Nam không chỉ là hình ảnh quên mình, dũng cảm cứu người, mà còn là lời khẳng định chắc chắn. Những điều tốt đẹp, những hành động truyền cảm hứng vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Chiều hôm qua thì có vụ cháy ở gần tổ mình ở đây. Thì khi mà đang ngồi, anh em đang ngồi ăn cơm trong phòng đấy, thì có nghe mùi khét, thì mình có đi ra mình kiểm tra ở ngoài phòng này coi có bị chập cháy gì không. Nhưng khi mình kiểm tra xong thì không thấy phát hiện gì, thì lúc đấy có người kêu là có cháy ở phía bên ngoài. Thì khi mình đấy mình chạy ra lập tức, xong mình kêu anh em bảo có cháy đấy, mình ra thì thấy lửa bắt đầu nhà gần ở đấy thì nó bắt đầu cháy dưới tầng 1, nhìn thấy điên thui hết rồi, mà khối um tùm rồi, mà mình chỉ nghe vọng tiếng là bé đấy bảo chú ơi cứu cháu với đấy. Khi mà mình nghe được cái tiếng đấy thì lúc đấy mình lấy bình tĩnh lại, mình lại cái cửa đấy, mình lấy dùng chân mình đạp, xong tay mình run lắc. Xong rồi khi mình đạp được thì mình cửa bật ra được, thì mình lúc đấy mình kêu cái bản năng của mình, thì mình bây giờ mình phải làm sao nhanh nhất có thể tách bé, xong mình nhấc được bé ra ngoài. Mà lúc đấy bé là khi mà ra được ngoài thì bé là bảo chú ơi cứu em cháu với, đang gọi em cháu ở dưới tầng 2. Mà lúc đấy khi mà bé đấy vừa bảo như thế, cứ chỉ vào trong nhà bảo chú ơi cứu em cháu với, bé cháu cứ ngồi đây để chú vào chú cứu cho đấy. Xong vừa quay vừa đào bé đã ngồi đấy, quay vào lại, khi mình quay lại thì lửa trong lúc mình cứ nghĩ ở trong đấy chỉ có khói thôi, nhưng mà ai ngờ ở trong đấy là lửa cái khói um tùm hết. Xong mình vừa tính vào bên trong các lên, nhưng mà khối bị lửa nó ùa ra thì mình không làm gì được đấy. Khi mình đứng, mình khi mình thấy nó lửa nó to quá rồi, lúc đấy là đầu óc của mình làm cứ nghĩ là bây giờ phải có cách nào để cứu được bé ra ngoài, không có, bây giờ lấy đầu óc mình không biết làm cái gì để mình chui vào trong được, vì nó lửa nó ùa ra ngoài nó mạnh quá, mà nó nhanh, mình không nghĩ là nó nhanh như thế. Mà nó bắt lửa cũng nhận là nó lớn, mà nó trong tích tắc là thấy nó một đám cháy nó bùng lên như thế, đúng là mình cũng giật mình. Khi mà mình lên đấy, là mình cũng sợ thật, đó là cũng sợ. Nhưng mà lúc đấy thì cái bản năng của mình nó kiểu như là mất luôn cái thần kinh sợ. Sau mình lúc đấy là mình chỉ làm sao mà cứu được người thôi, đúng không nghĩ được điều gì, chỉ có nghĩ làm sao mà tìm cách nào để cứu được cái bé ở trong đấy. Đấy khi mà vì là bé chị đấy cứ bảo là cứu em cháu với, lúc đấy là cũng nghĩ được cái gì đâu, cứ nghĩ cái cách làm sao để cứu người thôi chứ chẳng có gì cả. Đấy, đến lúc mà khi mà phòng cháy chữa cháy tới, xong hỗ trợ phòng cháy chữa cháy dập được đám cháy, bên khi phòng cháy chữa cháy họ tìm từng tí một ở bên trong đấy thì không phát hiện được có người ở trong đấy, thì lúc đấy mình biết thở phào một chút. Thật sự với cả mọi người là anh Nam anh làm cho mình hiện tại đến đây đến bây giờ là 2 năm rồi, thì từ trước đến nay tất cả mọi cái công việc và mọi cái anh ấy làm với mình ấy, thì anh luôn là một người cực kỳ là gương mẫu và rất là vì tất cả mọi người, ai anh cũng vì, và mọi cái công việc anh cũng rất là chu đáo và làm rất là tốt. Thật sự là hôm qua vụ cháy như thế là anh em đang ngồi ăn cơm, thì
phải cháy như thế, anh Nam là người mà nhanh nhất, anh chạy ra trước và anh ấy rất là dũng cảm. Mặc dù là cháy rất là to như thế mà anh cũng đã nhảy, cố gắng anh nhảy lên, trèo lên bằng được để anh ấy phá cửa ra và để anh ấy cứu được cháu bé ấy ra. Thật sự là trước cái tình cảnh như thế, mình thấy như thế, thật sự là mình cũng rất là cảm phục và cực kỳ là quý trọng. Và thấy một cái việc như thế làm, thật sự là không ai có thể là ít, rất cực kỳ ít người có thể là làm được như thế. Và mình cũng rất là cảm ơn anh là đã cứu được cháu bé. Bác có nghĩ là khi mà cháu sức khỏe ổn định trở lại thì sẽ gia đình sẽ cảm ơn anh Nam và cho cháu được cảm ơn ân nhận? Không, tôi sẽ cho cháu nhận. Nếu như về tình là tình cha con đấy, mà rộng là tình cha con, mà hẹp thì là tình anh em. Anh hùng không chỉ nằm trong sách vở, trong lịch sử hay trong truyền thuyết, cũng không phải là một hình tượng để mọi người mãi chỉ ước ao và tự cảm thấy mình thật bé nhỏ. Trái lại, trong đời sống hiện nay, chính chúng ta cũng có thể trở thành anh hùng khi có những hành động đóng góp tích cực cho xã hội. Một ngày sau vụ cháy trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, ngày 12 tháng 1, căn nhà vẫn trong tình trạng ngổn ngang, cháu bé được giải cứu trước đó đã ổn định sức khỏe. Hàng xóm, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đã tìm đến hỗ trợ gia đình. Gia đình tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của hàng xóm, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân. Thật sự rất biết ơn tấm lòng của mọi người, có rơi vào hoàn cảnh này mới thấy rõ được tình cảm của mọi người lớn đến vậy. Tôi cũng gặp anh Nam để gửi lời cảm ơn, ông Cường chia sẻ. Theo đại diện của Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phường đã phát động cùng bà con ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp, tặng gia đình cháu gái 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Sau mọi chuyện, anh Nam trở về với công việc thường nhật là sửa điều hòa. Đến bây giờ, bản thân anh không nghĩ hành động của mình lại được mọi người trân trọng tới vậy. Anh Nam cũng cho hay, mọi người gọi anh là người hùng, anh hùng nhưng anh cảm thấy chưa xứng đáng với danh xưng đấy. Việc làm đơn giản là xuất phát từ bản năng của mỗi con người. Trong hoàn cảnh đấy, anh nghĩ ai cũng sẽ hành động như mình. Hiện, Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội đang làm thủ tục đề xuất cấp trên để biểu dương, khen thưởng hai công dân dũng cảm tham gia cứu người trong vụ cháy.